chưa? Rồi thêm một miếng xà bông nữa này, thêm một miếng xà bông cho con nữa này. Rồi rồi rồi. Từ 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 từ. Từ từ con. Ừ, bước xuống rồi, bước xuống rồi. Bước xuống nha. Từ 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 từ, không có chạy lung tung. Đang tắm không chạy lung tung nha. Đây rửa nè. Để sạch sẽ cho con. Tắm sạch sẽ là mình đi chơi, mình đi cô gái gì đó. Thấy không? Chứ không rồi con gái nó chê đó, biết không? Chê gái nó mà. Rồi đó, ok cho coi là đó, đó. Vậy thôi mình tắm vô lát rồi mình mai mốt mình quen thôi chứ có gì đâu con. Anh nè, không rụng lông không có cái lông rụng à? Không có bị rụng. Sử dụng dầu gội gì mà không rụng tóc hiệu quả vậy? Đó, cái bơi đó anh thấy không? Cái bơi đó, 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 đang bơi đó, đó. Lạnh đấy hả? Lạnh đấy hả? Ồ, lạnh đấy hả? Khanh, khanh đâu rồi? Rồi lấy khăn lau cho con nha. À trời, tắm giờ này cũng hơi bị lạnh đúng không? Rồi rồi, để ba tay lấy khăn ta lau cho con. Lau cho con nha. Lau sao cho anh sạch sẽ nha. Ôi ôi. Rồi lâu cho đỡ lạnh nha. Rồi lâu cho mẹ lâu mẹ lâu mẹ lâu. Mẹ lâu. À không không xuống nước nữa, không xuống nước. Cầm sợi dây, em cầm sợi dây. Cầm sợi dây rồi. Ờ thôi mẹ lâu, mẹ lâu. Đây đây ba lâu cho ba lâu cho. Ba lâu cho con nha. Ờ lâu khô không xuống nước nữa nha. Ba cho tôi tắm ngoài trời, tôi nó lạnh đâu dám tắm đâu. À, người ba ướt, người ba ướt. Sao vậy hả? Ừ. Người ba ướt mà. Qua mẹ đi, qua mẹ đi. Qua mẹ. Qua mẹ nha. Qua mẹ. Để ba tắm. Ba tắm. Còn lạnh không? Còn lạnh đó. Nước qua bên mẹ nha. Qua mẹ ấm nha. Ấm con nha. À thôi thôi thôi. Rồi ba ấm, ba ấm. Lấy lấy nó rồi. Rồi ba đứng dậy. Rồi được rồi được rồi. Đi đi vòng vòng chơi đi. Rồi, đi qua đây. Rồi đi vòng vòng chơi đi coi.